Rồi. Bây giờ sẽ chữa trực tiếp cái bài bài lab cấu hình demo sinusoid vi ven gồm 3 rao tư R1, R2, R3 này. Nó mô phỏng cái môi trường mạng internet đúng không? Hãy mô phỏng cái môi trường mạng internet cho nó R1 này và R3 là cái điểm mà tạo vi ven sinusoid. Và R2 này và R2. Đấy, R2 là một rao tư ở coi như là mạng internet. Vậy nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là hai rao tư R1 và R3 phải thông với nhau. Thì có cái địa chỉ IP là 113.1.1.x, đầu này chấm 1 đúng không, đầu này là chấm chấm 2, đầu 2.1 2.2. Thì trên router R1 em cần xỏ cái đề root ra, trên router R3 xỏ cái đề root ra, thì hai router R1 và R3 thông với nhau. Sau khi thông với nhau rồi em sẽ cấu hình cái đi em cấu hình cái sai sai VPN thì đúng không, bằng có lệnh như sau ạ. Trên router R1 đang CTR1 em phải tạo cả cái interface đang ở interface, anh gọi cho này cho nhanh nha, thấy không, CTR1 đúng không, CTR1 phải tạo đây và có cái tên interface đang ở không không, tôi là một cái vào con chữ ít rồi IPRS 192.168.1.1 cái thứ đúng không? Sau đó em phải khai báo là tên là thuộc, tên là thuộc phải là địa chỉ IP public của 113.1.1.1.1 đúng không? 113.1.1.1.1 tên là đích destination là địa chỉ IP 113.1.1.2.1 là cái địa chỉ ở bên này, theo rồi sau tên là mốt, tên là mốt rồi IP, ok chưa, ở đây IP đấy, xong là một tương tự như vậy tôi làm cho tôi là hai, tôi là hai tôi làm ngược lại thôi, tên là không là 1.2 à. IP đó là tên là tổ 2.1, đích nó sẽ là 1.1, à, tên là 1 là IP. Đó. Rồi đây. Đặt tích rồi. Ok. Đó, cho tôi 1 như này. Đó, cho tôi là 2. Ok. Rồi hai nhá. Rồi 3. Đó. Nốt này để các em hình dung được là cái địa chỉ IP ấy, hai đầu này nó phải thôi như vậy. Đấy. Vậy hình dung là hai cái tăng nờ này nó thông với nhau rồi, hai loopback này sau khi cái tăng nờ này áp hai loopback này chỉ cần điều tích với nhau qua hai tăng nờ này là xong. Bây giờ tôi sẽ bật bật nó lên. Motion. Motion được chưa? Đấy. Rồi, các router bật sáng lên là được. Rồi, tức là một cấu hình router thì cũng thích vào console. Dạ, yeah, tiếp đây. Tiếp vào đó. Đó, bật ra cửa sổ. Console. À, chưa tôi là một. Bỏ cho tôi là 2. Được chưa? Chờ đang khởi động một chút. Đó. Được chưa? Chờ đi. Ok, no.
R2, R3 luôn. Ok, nào, như đây. Rồi, Honeym R1. Theo tôi ạ, đây. Honeym R1 đúng không? Interface lúc anh không, cả IP 10.1.1.1. Đúng không? Interface E0.0, dấu sắt. Dấu sắt đặt IP 13.1.1.1.1. Đó, đặt IP đã. Rồi đặt IP để cho interface bóc đứt này thông với nhau đã đúng không? Theo tôi là 2. Đâu. Đâu phải tạo pha tôi mới. Đặt chốt. Nha. Name R2 interface E0.0 dấu sắt IP address 13.1.1.1.2 interface E0.1 tại cổng này em này 13.1.1 IPv4 13.1.1.2.2 rồi tất cả tôi đã đặt địa chỉ xe 24 cũng được không sao cả được chưa? Ok tôi đã được cho tôi là 3 name R3 interface E0.1 interface E0.1 dấu sắt IPv4 13.1.1 chấm mấy chấm mấy chấm 2.1 đúng không? Ok binh cái nào 13.1.1.2.2 binh có chật không không? Rồi cho tôi là một binh 13.1.1.1.2 binh không? Rồi ok không? Tức là để làm hai thằng này binh với nhau được chưa? Đấy, cho tôi là một IP root để pro để bút ra. Thực tế trên mạng internet người ta chạy rất nhiều các thiết bị vận động để cắt sai các điểm giao tư của khách hàng phải kết nối với nhau đúng không? 13.1.1.1.2 cho tôi là ba tạo một đường đẹp rút ra thôi. Ở trên tôi là một, bây giờ tôi sẽ binh binh 13.1.1.2 chấm mấy 2.1 thông không? Không, tức là từ R1 này và R2 đã thông với nhau rồi, em đúng nhờ. À, thì bây giờ tôi sẽ cấu hình trường hợp tăng R để hai cái interface tăng R nó sẽ thông với nhau. Ok, sau khi interface tăng R thông với nhau thì tôi sẽ binh hai cái LAN để nó định tuyến hai cái LAN qua tăng R đó thông với nhau, đúng nhờ. Rồi, cho tôi là một. À, đây là gõ nhầm nó sẽ translating domain tức là nó sẽ convert cái tên này sang domain và để tắt cái này em có thể đánh là no IP domain à, no IP domain lock là xóa đi được chưa? Trong bắc kinh sơ có thể dùng con chuột thứ sáu đi interface đang là không địa chỉ IP address 1.2.1.8.1.1 tăng là mốt cho ra à, tăng là xuống wow. Tao thuộc phải là địa chỉ IP public 13.1.1.1.1. Tao thuộc có thể là IP cổng vận lý luôn hoặc là interface loopback. Được chưa? Loopback phải là loopback của IP public ấy, mà hai đầu nó phải loopback để thông với nhau á. Được chưa? Đấy. Tao là destination 13.1.1.2.1. Ok. Tao là mốt rồi IP. Rồi. Đây cho tôi là một. Ok, tôi chuyển tiếp cho tôi là ba. Câu hình tiếp interface cho nó không hai mươi rét 1.2.1.8.1.7 2 rồi tăng là thuộc là bao nhiêu 13.1.1.2.7 1 tăng là đích đúng không? Tăng là mốt rồi đây là gì? Ok hiểu chưa? Rồi rồi, bây giờ nhá, show IP interface bridge. Em thấy cái tăng nào áp chưa? Ok không? Đấy. Show IP root có mạng nó trực tiếp là mạng 1.0 là qua đường hầm tăng nào. Thì từ R1 tương tự như vậy. Show IP interface bridge. Em thấy tăng nào không chưa? Hiểu không? Nó binh hai hầm với nhau sao? Không. Hiểu không nhỉ? Tức là hai cái tin phải tăng là thông với nhau rồi. Bây giờ tôi muốn binh cái loopback của router R3 ấy, là cái mạng LAN này này.
À, chiều lúc bách đấy, tạo lúc bách in được lúc bách không hai bs 1,2 chấm 16.1 chấm bao nhiêu, 1,2 chấm 16.1.1 đúng không? Ok không? Thì rồi bây giờ trên tôi là một, tôi cũng tạo được phân lúc bách, nhìn được phân lúc bách không hai chữ s 10.1.1.1. Rồi bây giờ để hai lúc bách này thông với nhau bình thường đây và định tuyến tính đã hai chữ 1,2.16.1.0 tạo ra 25.25.25.0 thì chỉ lúc là 1,2.168.1.1.1 2. Tôi tương tự chiêu tôi là 3. Hai virus 10.1.1.0. 192.8.1.1. Chấm mấy? Chấm mấy? Chấm 1. Ok. So hai virus. Có mạng 10 chấm chưa? Qua đường hầm chưa? Giờ bây giờ tức là gì? Đến mạng 10 chấm TR3 thì đẩy vào đường hầm. Đẩy vào đường hầm. Được chưa? Mà muốn đến đường hầm, muốn đến đường hầm hiểu chưa? Là cốt kết nối vào tân là không, tức là không nó sẽ đóng cái suộc IP. Sợ IP là cổng của R3, đích là của R1. Ok, thì đây nó bóc ngược ra. Đây các bạn có thể kiểm tra cho tôi là một binh. Binh 1,2.16.1.2 2.1.1 sợ lúc bách không. Còn là cùng 10.1.1. Được không? Em hiểu chưa? Em phải tích hợp cái quay sạc vào đây bắt có tin như cả mạng này được. Chưa phải cài cái quan sát mất một tin như vậy đó. Đó thì đây sẽ cài cái quan sát để bắt cái quan tin như này, em sẽ biết được dữ liệu nó sẽ đi như thế nào. Rồi ok đó, đấy là hướng dẫn cái câu hình sai to sai VPN, chỉ cần có hai điểm của hai VPN kết nối được vào với nhau là tôi có thể tìm được thiết lập cái trường hợp VPN này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành.